ở đây có cái gì? Lộc vừng. Lộc vừng là ghê nhỉ. Ở đây có cái ngâu. Đây có cái ngâu. À, ngâu. Ngâu đẹp đấy, nhưng mà chắc bên trong cái da. Có lẽ trồng trồng cô bệ lại, trồng đất nó gần ngắn bệ lại thì sẽ đẹp hơn, bệ nó đỡ bị rối. Lộc vừng. Đây là của anh Toàn à? À đây, tính. Lộc vừng đẹp đấy. Tĩnh nha các bác nhá. Tĩnh ngồi đâu rồi, chả biết hỏi giá đâu. Ôi tôi thấy quay. Vui lòng là xem lại video cũ của số của Tĩnh alo nhé. Già nhà sạch thân vui nhún nhún chùn chùn này. Đấy, kiếp. Kiếp. Lộc vừng. Chậu lâu năm này. Thả nước ấy. Đây, xem cái ngâu đây. Ngâu thì hàng người bên trong ra vào dây giết thôi. Thân nó hơi non, hơi trơn. Nhưng mà cơ bản là dáng gấp hay. Đấy. Nay nhiều cây đẹp quá. Cái này bao nhiêu tiền anh? 12 triệu. Cái lục vừng này bao nhiêu? 35 triệu. Da gì vậy? Kinh như nhỉ? 35 triệu. Ngâu đây, đang mưa đây, mưa ngâu. Hôm vừa rồi chắc nhiều hoa lắm. Đó, 12 triệu. Sồng quả, tiếp không? Cây này thì bao nhiêu anh? 8 triệu. Đây không phải là Đài Loan nhỉ, nó là giống gì nhỉ? Có phải Đài Loan? Đài Loan. Đài Loan đúng không? Nhiều quả nhỉ? Hoa. Hoa đúng không? Đây là phun phun đúng không? Mấy trắng trắng này. Tùng hoa. Đấy. Úi giời, mỗi đốt. À ngọ kinh đấy. Bán tầm. Đấy, cái này về làm không được 1, 2, nhiều cây nhỏ nhỏ. Nhiều cây nhỏ nhỏ. Đấy, cái cột đấy thì bao nhiêu anh? Cột đấy 7 triệu. 7 triệu, già phết đấy. Ôm đá ngày xưa đấy, ôm đá. Đây, có một xe đây này. Xe này thì đẹp từ ngày hôm trước rồi. Có thấy cái gì đặc sắc không? Trên này ông hay giấu đồ đẹp lắm. Không thấy có. Không thấy có. Ôi chà. Đấy cái xi này cái lục lá bây giờ kiếp. Quách Tĩnh. Quách Tĩnh có đọc lại số không? Hả? Đọc lại cái số để liên hệ. 0942 455 590. Đấy. Rồi đến cây của Toàn. Mấy anh em hay bày cạnh nhau. Béo. Béo. Đấy cái cây cần thăng rất nghệ thuật này mà chưa ai lấy. Chưa ai lấy. Rất nhiều phiên đẹp. Đấy. Cây đẹp đẹp này bao nhiêu tiền đấy anh Quản đấy? Đấy. Giá mười mấy đẹp 9 triệu. Sừng quê đúng không? Sừng quê 9 triệu.
êm ái, được cái chậu đẹp, chậu tàu cũ. Mưa gió nhiều nước lắm, vừa dám bẹp bé vào vũng nước đấy. Đoạn anh em Hải Dương, của Hải Dương si si đổ. Tùng tiếc lắm, túc đây, nhìn là biết bên này cái túc mà không có lá, túc thân nó màu tím tím. Kia có cây thông hai lá kìa, thông hai lá hôm trước có quay đấy. Rành, nói chung là nay chợ hơi ảm đạm quá, mưa thứ hai là ngày rằm, thứ ba nữa là lại ngày trong tuần chứ không phải là ngày nghỉ, nên là hôm nay là cơ bản là sẽ vắng. Đấy, thế đi đâu rồi? À, lên đường lại bác lịch sử lấy rồi. Chiếc xe kia mua bán thế sướng không bác? Đại gia bế tận nơi. Đấy, bác kia bế đi cây mới đánh ra nó trồng cây lộc hưng rồi, cây ngâu đấy chắc bế nốt. Gặp khách thế thì à đây mưa quá với lại sáng không đồ giờ công việc, thấy cây gạo này lại này. Kinh khủng đấy, bao tiền cây gạo? 10 triệu dị. À, đứng cạnh xem nó to nào cho người ta dễ hình dung. Đấy, đấy chơi cây này không lo, chơi cây này không lo đói, nhà cũng có gạo. Cho chum, cắt chum đấy, ra cho chum gạo đấy. Đúng là chum gạo luôn. Ít rồi, chứ có lợn. Đấy, chum gạo. Đấy, chẳng có sẹo chứ gì đâu. Ít lưu chồn xe. Giả lắm anh. Kinh khủng. Đấy, cái chân này trước chắc nó to lắm này. 10 triệu. Ôi, mùi hoa nhài thơm quá. Đấy, gạo đấy. Cái kiểu cây này có gốc to nhỉ? Cây này là cây ấy, cây gạo, tầm cái gạo á. Gạo đấy, ở nhà có lá tầm bì ấy nhỉ? Gạo. Đấy. Đi, mua gốc gạo rồi về. Chơi cái này nhà không lo đói. Không nào có gạo. Sao bì nhỉ? Không phải là cây gạo. Chơi phong thủy nhiều. Đấy. Con này làm nên nhiều tiền. Giờ gạo là đang hot lắm ấy. Còn voi. Được. Bày vào nhà sân nhà to nó mới nổi. Còn đây là vẫn mấy cây hôm trước đây, xem cây nào là lạ để chiến đi. Cây này vẫn là đang đẹp. Cây này cây gì đấy nhỉ? Cây gì đấy à? Bao tiền như này? Em đang bảo giật hai bên để nó đẩy ngọn. Nó trổ hai bên. Ngọn nó đang nhỏ đúng không? Được. Nuôi là to hết đèn. Dành dành chữ dưới. Đấy. Thế này. Tìm cái đồ gì mới xem. À vời có cái cây ấy mà không bắt à? Cái điền ấy.
Chắc tí đem lấy. Để cho anh bán đi này. Khách không lấy được thì anh em lấy. Đấy, sao? Đúng rồi. Được ạ. Đúng rồi. Đấy, có cây gạo độc đáo đấy. Và một loạt nhài kép. Hoa rất thơm, rất bền. Đấy các bác. Con này hay này. À đấy, mới lấy à? Con đấy bao tiền? 2 triệu. Chơi. Được phết này. Bệ. Điệu phết. Thế là lấy rồi gì? Được. Ok đấy. Đấy, có cái tùng nhỏ nhỏ hay. Được. Một chậu. Trung điệu đà. Đấy, điệu đà. Điệu đà. Mưa không có cầm, nó khô là nhấp. Tụt chậu. Đúng rồi. Đấy, đi quá kinh khủng. Đấy, bé mà tinh phép. Được đấy, thấy được. Đấy, đồ này. Nhiều người thích lắm. Đồ này làm một loạt mini này nhỉ. Nhiều người thích lắm nhưng mà không làm gì cả. Thích nhưng mà phải mê, phải xuống tiền. Xuống tiền. Đây này là của ông kia rồi. Đấy. Tiếp lịch xù rồi. Đây ơi. Kìa. Cái tùng. Cái tùng thứ hai, cái tùng. Thế 30 rưỡi. Bỏ đây. Bắt kia. Ok anh em, để sang bên này. Được đấy.